Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trị dân tội khi quân phạm thượng, dân khinh vua tổng hay hôn quân họ Tô khinh dân. Ngày 22 tháng 7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an Thủ Đức, Công an quận 10, quận 12 đã triệu tập mời làm việc 3 người bị cho là có hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu đóng góp to lớn của Tổng Trọng. Chính quyền thông báo rằng cả ba người này đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên báo chí không cho biết ba người này vi phạm điều luật nào. Có người nhận xét đây là một dạng biến thể của tội khi quân phạm thượng, được các triều đại phong kiến khắp nơi trên thế giới áp dụng suốt hàng ngàn năm. Trên thế giới ngày nay, chỉ còn Thái Lan là vẫn còn áp tội khi quân phạm thượng đối với công dân dám cả gan nói xấu nhà vua. Tuy nhiên, Thái Lan đã luật hóa tội khi quân phạm thượng, nên cơ quan tố tụng được quyền truy tố công dân phạm tội này. Còn ở Việt Nam, không hề có quy định nào về tội này, nhưng Bộ Công an vẫn tùy tiện áp dụng. Bản chất vô pháp của chính quyền Cộng sản thể hiện rất rõ trong trường hợp này. Hình ảnh Tô Lâm cho trị dân tội khi quân phạm thượng. Đảng Cộng sản hô hào đánh đổ phong kiến, nhưng họ lại xem những lãnh tụ của họ không khác gì những ông vua phong kiến. Cũng chỉ có chế độ phong kiến mới quy kết công dân tội nói xấu nhà vua, chứ một nước văn minh không bao giờ kết tội như vậy. Nếu lời phát biểu của một ai đó sai sự thật, thì người bị thiệt hại có thể kiện ra tòa án dân sự, còn nhà nước thì không can thiệp vào. Trong trường hợp ông Trọng bị bêu xấu, sai sự thật, thì gia đình vợ con ông ấy có thể kiện đối phương ra tòa dân sự vì tội vu khống, có thể đòi bồi thường thiệt hại nếu họ chứng minh được khoản thiệt hại đó. Hiện nay ở phương Tây, không thiếu những nhà nước quân chủ, nghĩa là vẫn có vua và hoàng gia, nhưng xã hội của họ rất dân chủ, đó là các quốc gia quân chủ lập hiến, nghĩa là các quốc gia vận hành theo hiến pháp và pháp luật. Tất nhiên, trong đó không có tội danh khi quân phạm thượng. Ngược lại, Việt Nam mang tiếng là một nhà nước Cộng hòa, nhưng giữ lại thứ văn hóa lạc hậu của nhà nước phong kiến. Việc tùy tiện áp tội khi quân phạm thượng đối với người dân một lần nữa chứng minh rằng nhà nước này là một nhà nước phong kiến trá hình. Nhà nước văn minh là nhà nước phải biết tôn trọng sự thật. Dù cho có là người ở ngôi cao, nhưng làm điều sai trái thì dân có quyền phê phán mà chẳng sợ bị kết tội nói xấu lãnh đạo. Dân gian có câu hữu xạ tự nhiên hương. Nếu ông Tổng Bí Thư hữu xạ, thì tiếng thơm của ông tự lan tỏa mà không cần phải dùng bộ máy công an cưỡng bức dân để bốc thơm cho ông Tổng. Tổng Trọng từng nói mình có như thế nào thì người ta mới như thế. Quả thật, bản thân ông Trọng khi còn sống cũng bốc mùi khăm khẩm, thì đảng mới phải cố che đậy mùi cho ông và bốc thơm cho ông. Chứ nếu ông hữu xạ, thì cần gì đến công an phải ép dân rằng chúng mày không được nói xấu lãnh đạo. Hình ảnh chưa ngồi ghế cao nhất, Tô Lâm đã tỏ ra là một hôn quân. Việc tùy tiện áp dụng luật khi quân phạm thượng không những thể hiện tính lương lẹo của chính quyền, mà còn thể hiện bản chất khinh dân của chế độ này. Họ thể hiện sự lương lẹo bằng cách diễn dịch tội khi quân phạm thượng bằng một tội khác, vì tội khi quân phạm thượng không có trong luật. Và họ khinh dân vì cho rằng dân không biết gì nên mới áp tội lên đầu dân một cách tùy tiện như thế. Chưa chính thức làm Tổng Bí Thư mà Tô Lâm đã áp tội bừa bãi với dân, Tô Lâm sẽ là một hôn quân trong các triều đình phong kiến trá hình này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Trị dân tội khi quân phạm thượng, dân khinh vua tổng hay hôn quân họ Tô khinh dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Nguyễn Phú Trọng viết rất nhiều sách. Ngày 19 tháng 7, AFA Tiếng Việt bình luận sách của cố Tổng Bí Thư, công cuộc xây dựng tư tưởng Nguyễn Phú Trọng còn dang dở. AFA nêu vấn đề, Tổng Trọng đã cho xuất bản nhiều tựa sách và được cấp dưới rầm rộ phát hành. Hiện tượng đó được nhận định thế nào? Ông Trọng có tất cả 5 cuốn sách đã được phát hành trong năm 2024, 5 cuốn sách phát hành trong năm 2023 và còn rất nhiều quyển sách khác được phát hành trong suốt 13 năm ông giữ chức vụ cao nhất trong đảng. AFA dẫn lời nhà văn Nguyễn Viện ở Sài Gòn nói, tôi nghĩ nó cũng là tham vọng bình thường của những người vốn đang nắm quyền lực.
Việc ra sách của ông ấy chỉ nằm trong cái ước muốn là ông ấy để lại một điều gì đó, một dấu ấn của mình cho đời sau. AFA dẫn quan điểm của ông Nguyễn Anh Tuấn, thạc sĩ ngành chính sách công, cho rằng có hai nguyên do chính của việc ông Trọng xuất bản nhiều sách. Thứ nhất là đến từ chủ đích cá nhân ông Trọng vì ông tự nhận mình là nhà lý luận. Thứ hai, do cán bộ cấp dưới muốn lấy lòng ông. Hình ảnh bài trên AFA. Theo quan sát của ông Nguyễn Anh Tuấn, đây là lần đầu tiên trong khoảng vài thập kỷ vừa qua có hiện tượng người đứng đầu đảng xuất bản một số sách nhiều như vậy và lại tổ chức những cuộc thi học tập rất rình rang. Trước đây, chỉ có những đợt học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc một số tiền bối cách mạng khác như Trường Chinh mà thôi. Ông Tuấn cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam thời ông Trọng muốn học tập theo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở Trung Quốc, Tập Cận Bình giới thiệu cái gọi là tư tưởng Tập Cận Bình và có tham vọng xây dựng một hệ tư tưởng riêng cho sự phát triển chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc. Tư tưởng Tập Cận Bình hiện đã được đưa vào trong điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là những điều chưa có tiền lệ ngay cả bên Trung Quốc. Thế thì ở Việt Nam, có thể họ chưa đưa ra một cái gọi là tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà có thể họ nghĩ rằng những bước đi giống bên Trung Quốc góp phần củng cố nền tảng tư tưởng trong toàn đảng. Và họ nghĩ rằng đó là bước đi có lợi cho sự cầm quyền của Đảng Cộng sản, nên họ áp dụng nó về Việt Nam. Theo ông Tuấn, các cuốn sách của ông Trọng và ông Tập đa phần có cấu trúc giống nhau. Nó chủ yếu là tập hợp các bài viết, bài phát biểu của ông ấy trong suốt những năm nắm quyền. Nó không có cấu trúc chỉnh chu bài bản, logic của một cuốn sách chính luận thường thấy. Hình ảnh những cuốn sách được trưng bày trong một lần ra mắt sách của ông Trọng. Theo ông Tuấn, có bốn giả thiết chính có thể lý giải cho chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù có những bước đi cụ thể để cố gắng lan tỏa ý thức hệ ở trong xã hội thông qua những cái gọi là tác phẩm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhưng chưa thể xây dựng được một cái gọi là tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, tương tự như tư tưởng Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Bốn giả thiết mà ông Tuấn đưa ra là: thứ nhất, do điều kiện sức khỏe không tốt của ông Trọng. Thứ hai, chính ông Trọng còn chần chừ, không muốn đi theo con đường sùng bái cá nhân. Thứ ba, ngay cả khi ông Trọng muốn học theo Trung Quốc để xây dựng tư tưởng Nguyễn Phú Trọng thì cũng khó thực hiện vì Đảng Cộng sản Việt Nam không có truyền thống lãnh đạo tập trung quyền lực cá nhân sâu sắc như Trung Quốc. Thứ tư, môi trường ngôn luận ở Trung Quốc bị kiểm soát chặt hơn nên khi đưa ra tư tưởng Tập Cận Bình thì sẽ không ai dám phản kháng, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam chưa kiểm soát được truyền thông đến mức như vậy. AFA dẫn quan sát của ông Nguyễn Viết Dũng, một nhà hoạt động chính trị, nhận thấy rằng tuy ông Trọng ra nhiều sách, nhưng cho đến nay cụm từ tư tưởng Nguyễn Phú Trọng ít thấy ai nhắc đến. Tôi cũng không thấy có người dân nào mà lại bỏ tiền ra mua những ấn phẩm như vậy, ông Dũng nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Vì sao Nguyễn Phú Trọng viết rất nhiều sách.